hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Điểm báo online ngày hôm nay mùng 8 tháng 2. Thưa quý vị và các bạn, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh vừa có cuộc trao đổi với báo chí về những thách thức trong hội nhập kinh tế. Báo Đại Đoàn Kết đăng toàn văn nội dung của phỏng vấn với tựa đề Doanh nghiệp phải chủ động và đồng hành cùng với Chính phủ. Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhận định hội nhập kinh tế có nhiều cơ hội nếu chúng ta phát huy được thế mạnh. Thời thế đang yêu cầu doanh nghiệp phải tận dụng được những công nghệ mới trong sản xuất và quản trị mà các nhà đầu tư nước ngoài áp dụng tại Việt Nam. Song song với sự cố gắng của doanh nghiệp thì việc hội nhập cũng đòi hỏi chính phủ phải thể chế hóa, cải cách thể chế, tạo môi trường thông thoáng và minh bạch. Nói chung, rất cần chủ động vì các nước ASEAN đã chủ động rất nhiều, bằng chứng là họ tìm được hướng đi riêng. Liên quan đến vấn đề này, báo điện tử Chính phủ có bài viết Sẵn sàng nội lực để hội nhập thành công. Bài viết nhận định năm 2015 là năm rất quan trọng, cần tiếp tục triển khai mạnh mẽ hội nhập của đất nước, đặc biệt là việc chủ động tham gia đóng góp tại các cơ chế hợp tác, liên kết mọi tầng nấc mà trọng tâm là hình thành cộng đồng ASEAN, nỗ lực hoàn tất các đàm phán thương mại tự do then chốt như TPP-EU. Cùng về nội dung này, báo Đại Đoàn Kết có bài viết Không thể lơ mơ với hội nhập. Theo các chuyên gia kinh tế, từ năm 2015 trở đi, xu hướng mới của thế giới là hội nhập, kết nối, đổi mới định chế, nhưng tựu chung lại là bất định và rủi ro. Điều này có nghĩa là thời cơ là cơ bản nhưng thách thức thì rất lớn vì phải nỗ lực cạnh tranh với những quy định chặt chẽ về chất lượng hàng hóa, song không phải doanh nghiệp không vượt qua được. Hôm qua mùng 7 tháng 2, tại Trung tâm Triển lãm Giảng Võ Hà Nội đã diễn ra lễ khai mạc Hội báo Xuân Toàn quốc Ất Mùi 2015. Đây là hoạt động thường niên được diễn ra hàng năm vào dịp giáp Tết. Thông tin về Hội báo Xuân được đăng trên hầu khắp các báo ra ngày hôm nay. Hội báo Xuân năm nay có chủ đề Mừng Xuân, Mừng Đảng, Mừng Vận hội mới của đất nước. Với 120 gian hàng của 65 đơn vị báo chí, Hội báo Xuân năm nay được đánh giá là lớn nhất từ trước tới nay cả về quy mô tổ chức lẫn nội dung trưng bày. Bình luận về sự kiện này, báo Quân đội Nhân dân có bài viết Hội báo Xuân Toàn quốc Ất Mùi 2015 đậm sắc màu văn hóa Việt. Theo đánh giá của ngành chuyên môn, Hội báo Xuân Ất Mùi có nhiều nét mới. Ngoài việc phản ánh những đổi mới của đất nước thì chủ đề biển đảo và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc được thể hiện ở gian chính. Hình thức tổ chức có nhiều đổi mới, các báo đều bám sát tôn chỉ, mục đích và phản ánh thành tựu lĩnh vực của ngành mình, địa phương, đặc biệt là phản ánh thành tựu và không khí vui xuân của cả nước, tạo nên sắc xuân mới. Liên quan đến vấn đề báo chí, báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam hôm nay có bài viết Xử lý thông tin sai sự thật trên báo chí, cần thống nhất một cơ quan xử phạt. Bài viết nhận định, nếu bộ nào, ngành nào, cơ quan nào cũng đưa ra yêu cầu xử phạt báo chí thì sẽ không đúng quy định của pháp luật. Điều này sẽ dẫn đến trùng lắp, chồng chéo, bởi cơ quan quản lý nhà nước về báo chí là Bộ Thông tin và Truyền thông mới có quyền xử phạt báo chí, xử lý vi phạm trong lĩnh vực báo chí xuất bản. Những ngày cuối năm 2014, đầu năm 2015, sau 4 năm thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đã có nhiều địa phương trong cả nước đã công bố xã nông thôn mới, huyện nông thôn mới đầu tiên. Có nhiều yếu tố tạo nên thành công của chương trình. Báo Nhân dân đã có bài viết, vai trò cấp ủy đảng trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Bài viết nhận định, một trong những kinh nghiệm của quá trình xây dựng nông thôn mới đạt kết quả cao là có sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy đảng cơ sở. Nơi nào cấp ủy đảng cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ, bộ mặt tam nông mới có những chuyển biến tích cực. Các cấp ủy đảng ra nghị quyết chuyên đề trong xây dựng nông thôn mới, giao rõ trách nhiệm cho từng tổ chức cá nhân cụ thể và phải chịu trách nhiệm với những nhiệm vụ được giao. Từ đó, mỗi cán bộ, đảng viên tại địa phương sẽ nhận thức được sâu sắc vai trò của mình và tích cực tham gia. Trong đó, việc quan trọng là tuyên truyền để người dân hiểu ý nghĩa, đồng thuận và ủng hộ chương trình. Cũng về chủ đề nông thôn mới, báo điện tử VOV có bài viết Tết ấm no theo về nông thôn mới. Bằng những minh chứng cụ thể ở những xã đạt chuẩn nông thôn mới, bài viết nhận định Tết ấm áp, no đủ đã về từ những vườn thanh long, từ những ruộng lúa, vườn rau, ao cá. Không khí Tết cũng tràn ngập trên những con đường trải bê tông uốn lượn trong các ngõ xóm với tiếng xe máy, ô tô, tiếng cười nói rộn ràng của bà con xa gần về thăm nhau. Tết vui hơn, đủ đầy hơn ở nông thôn mới. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Điểm báo online ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.